chia sẻ với các bạn đôi chút về một số công việc. Trước thì mình cũng có làm được một số xe như vậy, nhưng mà hồi trước thì mình không có dịp chia sẻ với các bạn. Hôm nay thì mình có dịp chia sẻ với các bạn về xe này, là xe Camry nè các bạn. Về tình trạng mà mình đề xe vào buổi sáng á, nó kêu, nó nổ cái máy. Khi mà nổ máy ra nó kêu cái rồ và kêu tiếng động cơ rất là lớn nha. Tuy nhiên khoảng một vài giây sau thì nó, cái tình trạng này nó hết. Tuy nhiên đối với xe này nó bị nặng hơn. Máy nổ rồi nhưng mà vẫn kêu. Mình vẫn nghe cái tiếng kêu ở ngay chỗ của đầu cam. Ra mình chia sẻ với các bạn về cái xe này. Mời các bạn xem tiếp video nha. Hay để anh em lên đề, nãy giờ mình đậu chắc cũng khoảng nửa tiếng rồi đó các bạn. Các bạn nghe tiếng kêu rất là lớn đúng không? Đó, cái này là mình mới đậu có nửa tiếng rồi đó. Nếu mà mình đậu lâu hơn nữa thì nó sẽ, cái tiếng này nó sẽ lớn hơn nữa các bạn. Mới đậu có nửa tiếng mà đề lên, các bạn nghe cái lúc đầu vừa mới đề nó kêu rất là ghê luôn. Tuy nhiên cái xe này khi mà chạy á, một hồi lâu nó cũng có kêu nữa. Đó là do bị ngay chỗ cái bộ xe cam á các bạn. Thì xíu nữa thì mình sẽ nói rõ hơn các bạn về bộ xe cam này. Hiện tại thì tiếng nó vẫn còn nha. Mình lột ra ngoài, các bác lấy ra ngoài. Đó các bạn nghe không? Đó. Các bạn nghe tiếng kêu khó chịu không? Nó đang bị, cái này là bị nặng về bộ xe cam VVT-i. Đối với xe này là dual VVT-i, là hai cam VVT-i, hai cụm VVT-i cho hai cam hút và xả luôn nha. Nó mình nghe rất rõ ngay chỗ đầu cam này các bạn. Nghe rõ ngay chỗ vị trí này nè. Nhưng mà thường đối với xe này thì nó cái bị bên cam xả, cam nạp nó sẽ bị nhiều hơn là cam xả nha. Chứ ở những cái chỗ trước anh em, do chắc mình nghĩ là anh em cũng chưa có va chạm nhiều á. Đó, thành ra là đã thay luôn hai cái cụm tăng đưa Euro, nghi ngờ và thay hai cụm tăng đưa Euro nhưng mà vẫn không hết. Nhưng mà thật sự cái xe này nó đang bị ngay ở trong động cơ, thành ra là anh em có thay bên ngoài nhưng nó cũng đâu có hết kêu được đâu. Nó kêu ở trong cam nạp là kêu lớn hơn nha các bạn. Nè, để gần lại cho các bạn nghe nè. Rồi. Thôi để bây giờ anh em mình sẽ hạ cái động cơ này xuống. Cái xe này hiện tại bây giờ mình có hai phương án để làm. Một là tháo nắp cam và tháo cái bộ xe cam ở trên xe luôn. Như vậy thì mình làm là chi phí thấp. Và một cái lựa chọn tiếp theo nữa là sẽ tháo luôn cả, hạ nguyên cả cái máy này xuống. Tháo ra và làm luôn sẵn tiện đây, làm luôn cả các chi tiết về xúc bát, về bạc này kia đồ mọi thứ. Thì để mình nói khách hàng coi khách hàng lựa chọn như thế nào đã. Tại vì khách hàng thì bữa giờ cũng làm tới làm lui rồi, thành ra cũng muốn làm cho dứt điểm xe này. Thì ở đây anh em mình đang chuẩn bị để hạ cái máy này xuống nha các bạn. Chứ bình thường nếu mà các bạn chỉ làm về phần cam thì các bạn không cần phải hạ máy, mà các bạn chỉ cần tháo cái nắp cam bên này và lấy cái cam thôi. Tuy nhiên thì cái xe này chúng ta làm kết hợp với lại làm thêm về bạc này kia đồ nhiều thứ. Khách hàng muốn làm lại đại tu lại cái động cơ này luôn, là anh em mình sẽ hạ cái máy này xuống và làm lại hết. Đang tháo những cái công đoạn đầu tiên. Thấy các bạn, thì anh em mình cũng mới vừa tách cái động cơ ra không này xong rồi nha. Hiện tại đang bấm lên để lấy cái máy ra ngoài nè các bạn. Việc hạ cái máy này nó đơn giản thôi, đơn giản hơn rất nhiều so với cái con Lexus như hôm trước. Thì mình tháo chỉ trong vòng khoảng 20 đến 30 phút là mình có thể là tách được cái động cơ ra khỏi cái xe này. Lấy đồ bịt ống ga lại luôn em ơi. Rồi bấm lên cao đi. Đó, thì bây giờ động cơ đã ngay trước mắt rồi. Giờ chỉ việc là tháo ra làm thôi. Sẵn tiện mình làm luôn một số cái phần bên trong máy luôn, kiểm tra đóng lồng này kia đồ lại luôn hết mọi thứ. Đây là động cơ 2AR nha anh em. 2AR. Rồi. Rồi đó, thì bây giờ đã xong rồi đó. Bây giờ chỉ việc tháo ra thôi. Lấy đồ đi Thái. Tháo anh để lên cho nó gọn. Sẵn đây là một số phần gầm luôn ha, cao su chữ A này kia đồ bể hết rồi nè, cao su chữ A. Ở trên này có cao su chân máy, ở trên cũng bể rồi, thấy lúc nãy.
bạn thì anh em cũng mới vừa tách cái nắp cam ra ha. Ở trên này thì có những cái sim nè, cái sim này là khớp nối giữa bơm nhớt để bơm lên ngay mặt cam và bơm lên trên ngay chỗ cái nắp cò này các bạn. Đó. Thì bây giờ anh em mình sẽ tháo, trước mắt là sẽ tháo cam này kia đồ ra ngoài. Đó. Thì hiện tại là mình đang thấy nó bị ở hai cục PPTI này nè các bạn. Hai cục PPTI này là nguyên nhân chính để gây ra tiếng kêu mà khi khởi động cũng như là khi mà khởi hoạt động rồi thì nó kêu á. Theo mình thấy là như vậy. Thì trước mắt là mình sẽ tháo cái cam ra ngoài, còn lốc máy và nắp lá thì mình sẽ tháo sau. Mình làm sao? Khi nào mà làm xong thì mình sẽ quay cho các bạn về cái việc mà mình làm xong nha. Ha. Tại vì cái quá trình mà tháo lắp đi đi mạ cốt này kia là mọi thứ kiểm tra mọi thứ thì nó rườm rà quá, cho nên mình không có quay cho các bạn về phần đó. Mà mình sẽ quay cho các bạn về cái việc mà sau khi mình làm xong cái động cơ này nha. Mục đích của video này mình chia sẻ với các bạn về tiếng kêu mà khi khởi động buổi sáng thôi. Đó, thì mong cái video này sẽ giúp ích cho các bạn một số kiến thức về cái xe của các bạn nha. Không đi luôn hả? Không đi đâu. Hay chắc không đi rồi đó. Cái bảo hành là cho người ta chứ tiền bạc gì đâu. Phải kiểm tra lại những cái con bút so phía dưới này, thử xem coi nó có con nào bị sụp không, con nào bị mềm không á, con nào bị tụt dầu không đó các bạn. Đây phải kiểm tra lại hết cái phần này với cả bơm nhớt và các cái khớp nối của cái đường nhớt để bơm lên cho cái động cơ này. Theo mình đó là chỉ là những nguyên nhân thôi, mình sẽ đi kiểm tra cơ bản nó lại để xác định và làm cho kỹ một lần. Thì đây các bạn, đây là hai cây cam mà anh em mình đã tháo ra ngoài ha, một cam hút và một cam xả. Thì ở cái bộ cam biến thiên này á, thì nguyên nhân mà dẫn đến kêu á là do dầu ở trong này nó bị trào ra. Khi các bạn tắt máy và không giữ được dầu, dầu nó sẽ chảy ra, và khi các bạn đề buổi sáng, khi các bạn đề lên thì lúc này nó chưa, dầu chưa cấp lên kịp, thì thành ra nó có tiếng kêu ở trong đây mà các bạn nghe rồ rồ đó các bạn. Thì đây cũng là chỉ là một trong những nguyên nhân thôi nha các bạn. Nếu mà các bạn làm thì các bạn phải kiểm tra thêm nhiều thứ nữa. Tuy nhiên theo kinh nghiệm của mình thì mình thấy nó bị ở bộ này đó. Và cái đối với cái xe này thì nó bị nặng rồi, do nó bị mòn rồi đó các bạn. Nên khi mà nổ bình thường thì nó cũng có tiếng kêu phía trong luôn. Thật ra là mình xác định là mình làm cái này cộng thêm với việc kiểm tra các phần khác và gia công các phần khác nữa thì nó mới triệt để được nha các bạn. Đó thì anh em mình cũng đang trên giai đoạn ráp lại cái máy này nha các bạn. Đó thì hiện tại đã làm xong rồi ha. Thì đang hạ xuống, anh em đang căn chỉnh này để cho đúng cái bệ máy lại để bắt lên lại nè. Đó, đang điều chỉnh ở dưới. Xíu nữa mình sẽ nổ máy nó. Đây các bạn, thì anh em mình lắp vô thì cũng đã để nổ thử rồi. Thì nãy giờ mình tắt máy này kia rồi cũng khoảng nửa tiếng đến tiếng rồi đó. Thì bây giờ để mình nổ thử lại xem coi nó còn kêu nó không nha các bạn. Các bạn thì mình thấy cái tiếng mà kêu mà lúc khởi động như bữa hổm thì nó không còn nữa các bạn. Thấy cái tiếng nó mất hẳn đi rồi. Để mình nổ một xíu xem thử coi cái tiếng lọc cọc nó còn xuất hiện nữa hay không nha. Hôm trước thì mình nổ khoảng 1 đến 2 phút là nó sẽ xuất hiện cái tiếng cọc 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 phía trong cái ngay chỗ cái máy các bạn. Ơi 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 ơi. Cái máy bơm nước à, anh coi cái máy có kêu không đã. Để một xíu coi như thế nào nha. Thì anh em mình cũng mới vừa lắp lên thôi, cũng còn một số chi tiết chưa lắp xong nữa. Với lại cái này, xe này thì mình làm thêm một số phần gầm cao su nữa. Thành ra là một xíu nữa còn, nếu mà máy này ok xong rồi á thì anh em sẽ căn chỉnh và nạp ga lại nữa, chưa nạp ga luôn, nạp ga máy lạnh lại và kiểm tra lại mọi thứ rồi giao xe cho khách. Thì cái xe này có thể là sẽ giao luôn trong chiều nay,
ha, cố gắng để giao, tại vì khách cũng cần xe đi gấp á, nên là mình đang cố gắng hết sức có thể. Đây các bạn, thì nãy giờ anh em mình cũng nổ máy cũng được khá lâu rồi đó. Thì nãy giờ mình cũng đứng canh ở đây mà mình cũng thấy nó không có bị kêu cọc ở phía trong cái máy như hôm trước nha các bạn. Thì trước mắt là mình thấy cái việc mà mình khắc phục như vậy thì nó đã dứt điểm về cái tiếng kêu này rồi. Đó, thì bây giờ chỉ cho khách đi thử thôi. Nhưng mong là những chia sẻ của mình sẽ đóng góp cho các bạn được thêm phần nào kiến thức về việc sử dụng xe ô tô cũng như là khắc phục và sửa chữa một cái số ban bệnh trên xe ô tô nha.